Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2023 này sẽ giúp quý vị biết rõ được tổng quát vận mệnh của mình trong năm như thế nào. Mỗi đợt Tết đến xuân về, việc xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là việc làm hết sức cần thiết, sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những biến cố sắp xảy ra trong năm nay. Đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho bạn không thể bỏ qua phần luận giải vận mệnh, vận hạn trong tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 Quý Mão này. Xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 này cho thấy, tuổi Ngọ được tam hợp với Thái Tuế nên năm nay là một trong những năm khá là tốt đối với người tuổi Bính Ngọ. Về công danh sự nghiệp có những bước đột phá nhất định, hơn nữa năm nay tuổi Bính Ngọ được thần tài ban lộc, giàu sang phú quý. Về tổng quan năm nay là một năm khá là ổn định về tài chính của quý vị. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ hao tổn về sức khỏe một chút, nhưng mọi việc đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngay Thái Tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng trong năm 2023. Nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, những người tuổi Ngọ sinh năm 1966 sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý. Bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt hoặc nhiều yếu tố cản trở khiến kế hoạch khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Người làm kinh doanh cũng vướng phải nhiều khó khăn, thậm chí chịu đựng sự ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Những lúc như vậy, bạn cần bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, chớ nóng nảy kẻo rơi vào bẫy. Phương diện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn với nhau, nếu không có cách giải quyết khéo léo thì dễ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai. Năm 2023, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu, không rơi vào kim lâu. Về địa chi, bị tác động mạnh bởi cục diện và thái tuế, báo hiệu một năm mới nhiều biến động, thăng trầm vất vả ngược xuôi. Xét về mối quan hệ thiên can, thiên cam bính dương hỏa gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Bính Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 cần chú ý tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Bính Ngọ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Bính Ngọ sinh năm 1966 gặp phải sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí, là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao thái âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc, thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 giờ đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao thái âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến, cùng với bài vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý tất cả lễ vật đều phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen. Bằng cách đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển,
Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ hành kim để kim sinh thủy càng thêm tốt. Điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966, nữ mạng năm nay gặp hạn huyền tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát: huyền tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Hóa giải, vốn huyền tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dẫn mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Lượng tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân bên gia đình, gia chủ cần chú ý gìn giữ sức khỏe. Tháng 2, đây là tháng công việc kinh doanh của các thành viên trong gia đạo không được tốt như mong muốn. Tháng 3, tháng này là tháng may mắn của gia chủ, làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Tháng 4, có dấu hiệu hao tài. Tháng 5, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tháng 6, gia đạo có thêm tin vui. Tháng 7, sức khỏe không được tốt, gia chủ cần chú ý. Tháng 8, gia chủ cần chú ý được ăn uống, dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Tháng 9, gia chủ nên nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói vì có thể ảnh hưởng ít nhiều tới công việc. Tháng 10, chú ý các căn bệnh liên quan đến xương khớp. Tháng 11, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, thường xảy ra mâu thuẫn của cải, tiền bạc có thể mất mát. Tháng 12, đây là tháng cuối năm của niềm vui, gia đình có niềm vui về thêm người thêm của. Tổng kết tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Với may mắn cho sự nghiệp vào năm 2023, bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Năm nay, bạn có thể gặp một người sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy, hãy đối xử tốt với người khác, giữ thái độ khiêm tốn và không bao giờ ăn vạ với niềm tự hào hay tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của người khác khi hòa hợp với người khác. Gia chủ nên tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây theo phong thủy gia cát thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Về tài chính, năm nay gia chủ gặp nhiều may mắn trong việc kiếm tiền. Một khi đã bắt tay cơ hội, gặp một người sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Bạn có thể có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp và cải thiện đáng kể sự may mắn cho tài chính. Nếu có ý định kinh doanh, cần phải tìm địa điểm giao thông thuận lợi, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Về sức khỏe, xem tử vi sức khỏe, gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966, năm 2023, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Bước sang năm Quý Mão này, gia chủ Bính Ngọ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng cách ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Bính Ngọ hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng cường tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2023 nữ mạng về các mối quan hệ tình cảm không quá thuận lợi, sẽ xảy ra những xung đột nhỏ giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nên có cái nhìn thoáng hơn về con cái, đặt mình vào hoàn cảnh của con để đôi bên có tiếng nói chung, giảm khoảng cách thế hệ. Điều đó cũng khiến cho không khí gia đình tốt đẹp hơn, làm giảm áp lực của bản thân gia chủ. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Ngọ, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!